Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Theo kế hoạch, cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 10 tới đây tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Cuộc thi có 4 nội dung gồm phần thi chào hỏi, phần thi tài năng, phần thi trưng bày sản phẩm tiêu biểu của địa phương và phần thi tìm hiểu kiến thức. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền nhân rộng những giải pháp, mô hình hay đã được thực hiện có hiệu quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương của tỉnh Hưng Yên. Ban tổ chức đã cho các đội tiến hành bốc thăm nội dung thi và vị trí trưng bày gian hàng, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, thống nhất cách thức đánh giá. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành đề án xác định chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện DDCI giai đoạn 2023-2025, huyện Văn Lâm đã tích cực triển khai thực hiện đề án với mục tiêu đứng trong top đầu. Theo đó, huyện Văn Lâm đã ban hành kế hoạch thực hiện với mục tiêu cụ thể là đạt tối đa 60 điểm trong cả 11 chỉ số thành phần và điểm thưởng. Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai là tăng cường tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tích cực tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn, giải quyết thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức không quá 12 ngày làm việc, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo điều kiện ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài 60 điểm tự đánh giá, 40 điểm còn lại phụ thuộc vào điều tra xã hội học của đơn vị độc lập đối với hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện. Bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn giữ những thói quen xấu trong phòng và điều trị bệnh. Trong đợt khám sàng lọc các bệnh về mắt tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang vừa qua, các bác sĩ bệnh viện mắt Hưng Yên đã phát hiện gần 20 trường hợp đau mắt đỏ trong tổng số hơn 40 người dân đến khám. Có trường hợp cả gia đình 4 thành viên đều lây nhiễm đau mắt. Tuy nhiên, ý thức phòng tránh của người dân còn chưa cao. Đau mắt đỏ đang có dấu hiệu lây lan mạnh trong cộng đồng, đặc biệt ở nhóm đối tượng trẻ em. Cứ đến mùa gặt thì tại nhiều vùng nông thôn lại xuất hiện tình trạng người dân tận dụng mặt đường giao thông để phơi thóc, gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, tình trạng phơi thóc lấn chiếm đường bộ không chỉ diễn ra ở các tuyến đường trong làng, liên thôn, liên xã, đường huyện 82, 83, 85. Nhiều bà con còn mang thóc ra phơi tại các tuyến đường chính như đường tỉnh 386, đoạn đi qua xã Tiên Tiến, Nguyên Hòa, tuyến đê sông Luộc, đường tỉnh 378, đoạn đi qua xã Nguyên Hòa, Tống Chân, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông qua lại. Mới đây nhất, tại huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông do việc phơi thóc lấn đường khiến một em học sinh tử vong. Vào đêm qua, mùng 5 tháng 10, tổ tuần tra cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên tại chốt số 2 trên tuyến quốc lộ 39 tại khu vực xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã kiểm tra, phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn vượt mức cao nhất của quy định. Tổ tuần tra đã lập biên bản xử phạt kịch khung 35 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế này trong vòng 23 tháng. Theo kế hoạch, các tổ chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, lập chốt để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm tham gia giao thông khi đã uống rượu bia và sẽ không có vùng cấm, nhất là đối với các cán bộ, viên chức, đảng viên. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý, những vụ cháy lớn gần đây tại Hà Nội đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến người dân lo lắng. Với những người dân sinh sống trong phố cổ, cháy nổ còn đáng sợ hơn vì hàng hóa xếp san sát trong ngõ nhỏ, phố nhỏ. Để giúp nhân dân cảnh giác sớm với nguy cơ cháy nổ, Ủy ban Nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm vừa ra mắt mô hình điểm tuần tra đêm tăng cường phòng cháy khu vực phố cổ. Sau nửa tháng hoạt động, các tổ công tác đã khoanh vùng nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy nổ, lập báo cáo và đề xuất các phương án phòng cháy cụ thể. Các cơ sở tham quan di tích lịch sử như đình Nguyên Phi Ỷ Lan, đình Hà Vĩ được yêu cầu phải tắt tất cả các cầu giao điện và kiểm tra khu vực thắp hương thờ cúng, trao lại chìa khóa cửa cho lực lượng ứng trực tại chỗ và bố trí các phương tiện phòng cháy tại điểm dễ tiếp cận khi có sự cố. Tại các khu vực kinh doanh, đoàn kiểm tra yêu cầu các hộ kinh doanh bổ sung bóng đèn chiếu sáng ban đêm, vận động người dân trang bị thêm các phương tiện phá rỡ cửa cuốn, cửa sắt, xà beng và bật đạ phòng độc. Do xảy ra tình trạng sốc nước nên hơn 50 tấn cá chém nuôi trong lồng bè của 56 hộ dân thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã bị chết. Do số lượng cá chết nhiều, đột ngột nên chính quyền địa phương huy động lực lượng cán bộ, các tổ chức đoàn thể xuống khu vực nuôi cá của bà con để trục vớt và hỗ trợ vận chuyển lên bờ tập kết, kêu gọi trên các trang mạng xã hội ủng hộ bà con tiêu thụ số cá nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất có thể. Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra và lấy mẫu nước xác định chính xác nguyên nhân cá chết hàng loạt
Tuy nhiên, nguyên nhân ban đầu được xác định do chất lượng môi trường nước tại khu vực nuôi cá bị suy giảm vì điều kiện thời tiết mưa lớn những ngày qua đã cuốn theo lượng lớn chất bẩn, làm gia tăng độ đục trong nước, gây thiếu hụt oxy khiến cá bị ngạt và chết. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO giảm dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay xuống còn 0,8% do ảnh hưởng lạm phát toàn cầu, chiến sự ở Ukraine. WTO ước tính khối lượng thương mại hàng hóa sẽ tăng khoảng 0,8% cho năm 2023, thấp hơn dự báo trước đó. Hồi tháng 4, tổ chức này đưa ra con số dự báo là 1,7%. Trong khi đó, WTO dự đoán khối lượng thương mại hàng hóa năm 2024 sẽ tăng thêm 3,3%. Dự đoán này không có nhiều thay đổi so với con số 3,2% được đưa ra hồi tháng 4. WTO nhận định tình trạng suy giảm thương mại diễn ra trên diện rộng và gây ảnh hưởng tới nhiều quốc gia và nhiều mặt hàng. Tình trạng này có thể làm giảm mức sống của người dân trên khắp thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia nghèo. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, ít nhất 14 người thiệt mạng và 102 người mất tích tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ sau khi mưa to khiến một hồ băng vỡ bờ gây lũ quét xuống thung lũng. Thảm họa cũng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của 22.000 người. Theo đó, hồ băng Hòn Mát trên dãy Himalaya thuộc địa phận bang Sikkim đã vỡ bờ hôm 4 tháng 10 gây ra lũ lụt lớn. Đây là hiện tượng thời tiết chết người mới nhất ở vùng núi Nam Á này, với nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu. Bang Sikkim hiện bị cắt đứt khỏi thành phố Siliguri của bang Tây Bengal do đường cao tốc chính đã bị sập. Theo các nhà nghiên cứu, các sông băng ở dãy Himalaya đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết do biến đổi khí hậu, khiến cộng đồng phải đối mặt với những thảm họa khó lường và gây thiệt hại to lớn. Bang Sikkim nằm gần biên giới giữa Ấn Độ với Nepal và Trung Quốc và có lực lượng quân sự hiện diện đáng kể. As thousands of people seek refuge from the relentless rain. Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ vừa quyết định phạt hãng truyền hình vệ tinh Dish Network với số tiền 150.000 đô la Mỹ vì tội xả rác trên không gian sau khi không xử lý tốt một trong những vệ tinh về hưu của hãng trên quỹ đạo. Theo đó, đây là khoản tiền phạt điển hình đầu tiên mà giới chức Mỹ áp đặt để xử lý trường hợp vi phạm quy định về xử lý rác thải vũ trụ. Dish Network đã bị phát hiện không loại bỏ một vệ tinh đã hết hạn sử dụng của mình khỏi quỹ đạo, khiến vệ tinh về hưu biến thành rác không gian và có thể gây nguy hiểm cho các vệ tinh khác hoặc phi thuyền đi qua khu vực. Nhà vận hành truyền tải Elia của Bỉ thông báo họ đã nhận được giấy phép xây dựng đảo năng lượng nhân tạo Công chúa Elizabeth, công suất 3,5 GW. Đảo Công chúa Elizabeth bao gồm trung tâm năng lượng cách bờ biển 45 km, nối hệ thống điện trên đất liền với trang trại điện gió mới, cũng như nối đường dây từ Anh và Đan Mạch với lưới điện của Bỉ. Hòn đảo sẽ kết hợp cả điện một chiều và xoay chiều. Công tác xây dựng dự án sẽ bắt đầu sớm vào năm 2024 và hoàn thành trong khoảng 2 năm. Hiện nay, Elia đã hoàn thiện thiết kế của đảo và tích hợp các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã dưới biển và trên đảo. Thiết kế được phát triển với sự cố vấn từ chuyên gia để xem xét yếu tố nào cần thay đổi và bổ sung nhằm tăng cường đa dạng sinh học trên đảo và xung quanh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.